lặng lẽ. Đêm nay mơ bỗng nhiên anh lại nhớ em trong cơn gió đông về. Phải chăng khi biết yêu giấc mơ là nơi ban đầu? Mời xin hãy để những dấu yêu đong đầy. Em này mùa đông ơi xin hãy làm tuyết rơi. Để anh biết em cần anh. Này người yêu ơi xin hãy cởi áo ra để cho đỡ nóng thôi mà. Và lại gần em để em sẽ được massage. Để anh đấm lưng hộ nha. Chuyện sâu xa bản chân châu giống thật thà. Em thư giãn thoảng qua thôi. Đôi rét ăn mang nhiều lắm. Trời ơi. Ôi, là sao? Ồ, nó quỳ trước luôn. Tay dài tôi có quyền. Tay dài có quyền, ok. Ông nâng quỳ thì ông sao fan với tôi. Hề hề. Ấy được. Chơi cái. Chơi. Chơi. Giờ nó còn không hiểu nữa. Wi-Fi với net mà, Wi-Fi trên này hư rồi mà. Sao trâu hả? Ờ. What the fuck, hôm nay sao Wi-Fi lại được rồi? Không mạnh sao like được. Rồi xong, chết luôn. Lát lên để nó lát lên được nó sợ cho đi chỗ khác không có được farm. Không lát đấy, nhanh đúng rồi. Con Talon giờ vừa vô từ level 2 là nó khỏe lắm. Ấy da. Thì chứ mấy con rip điểm ghê chứ. Căm mấy con rip hết máu quay lại đánh. Đông rip tôi đâu có sợ không? Như nào? Trời ơi, rồi. Không còn con sông. Nước dâng tràn lên bãi bồi. Anh xin dao ơi. Nó mục em kìa, anh xin dao. Rồi nó tan hình luôn, sợ. Trời ơi, anh xin dao ơi, nó mục em kìa anh ơi.
Thôi sao sao thích tại vì chạy lần này em lủi lên đường này em không nghĩ gì á. Khi thắng đường này lên xong đây. Một xanh con kéo cho ổng rồi chạy thì ném chết luôn, chạy chết luôn. Cái này nó không quạt rồi. Nào đang quạt rồi, xe nó lên con đi. Analyzing approach. An enemy has been slain. Ông ta làm ông xiên mua máu kìa. Chỉ được có một thằng thôi. Sao cô ganh mít nhiều nhỉ? Đi với ông này thì thiệt chứ. Đi với Sao cô cắm mắt cũng như không luôn. Nên quỷ thư rỉa máu ổng. Mua được bao nhiêu bình máu? Lên đồ mana không à? Lên là cấu. Làm gì tôi? Yeah.
lát anh giết nó thì mình cũng chết. Ơ à, không chết kìa. Trời ơi, e đánh thường luôn mà không chết kìa. Xui vãi. Trời ơi, ông đỏ thì thôi chứ không thấy máu đâu luôn. Sao cô nó ngủ luôn đây rồi. Đen không? Lát lúc kia thì mình cũng chết, chỗ bắn chết bạn.
Có tay le rồi. Không sao. Rồi. Gậy luôn. Quá xanh. Ôi AD nó trong này nữa hả? Quen nước chuột không à. Nhưng mà
been slain. Metal is perfection. An ally has been slain. An enemy has been slain. Ây da, có Sako nó ra đây rồi. Lại tắm sắt, không có hơn tắm sắt được, vẫn là tắm sắt. Mau cái nó trâu quá rồi, nó lên đồ kìa, cả giáp này không phép luôn. Đúng rồi, bởi chỗ nó đi chặt luôn, xỏ nó luôn. Gì à, ba sao tự nhiên lát chạy ổng nhát thì thôi.
Tự đang đánh. Vẫn chết. À đó. Trời ơi, rip vô trụ chưa kịp. Rip vô trụ kịp tăng cho tôi là tôi sống thôi. Rồi hai lan rồi, giờ thêm lan nữa. Rồi AD nó mất lát rồi. Thằng Nguyễn Mau Ca nó cho vúa, nó cứ ôm ấy. Nó 15-4. Cho vờ lờ đó. Nó giảm hết thao tác thừa, nói chung là vậy, muốn thao tác nào cũng giảm hết. EW, R muốn xài R cũng được. Nó có hai cách để bạn bật R nhanh, một là tốc tiến, hai là dùng RW. Top nó 200 kháng phép rồi kìa. Nó vừa lợi. Này, 200 kháng phép này. Nó lắc không đi. Mình không có kháng phép. Quỷ lắc nó ấy quá. Quỷ lắc nó lên AB nó ấy thốn quá.
Quên. Nguy hiểm quá.